Em Việt xin gửi lời chào đến các bác nhà mình cùng quay trở lại với kênh mua bán và trao đổi xe đã qua sử dụng Việt Xí Chất với hotline tư vấn là 0947598859. Ngày hôm nay thì showroom của em Việt tiếp tục gửi tới cho các anh chị ta cùng tham khảo với một mẫu xe 5 chỗ gầm cao nhập khẩu rất chất lượng đến từ thương hiệu Hyundai. Một chiếc xe mà các bác có thể thấy là kiểu dáng thiết kế đẹp, không gian nội thất rộng rãi, đặc biệt là trang bị nhiều công nghệ và nhiều tính năng. Và giá tiền ngày hôm nay để các bác chúng ta có thể sở hữu cho em chiếc Hyundai Tucson phiên bản nhập khẩu được sản xuất ở năm 2016, lại với một cái mức giá mà có lẽ là nó cũng chỉ ngang với cả một chiếc Toyota Vios G đời mới bây giờ thôi. Hơn 500 triệu là cái chúng ta đã có thể sở hữu cho em chiếc xe tuyệt đẹp này. Tất cả tình trạng của chiếc xe thì em Việt cam kết với các bác là còn nguyên zin nguyên bản. Xe không đâm đụng, không va chạm, không thủy kích, và các anh chị chúng ta hoàn toàn có thể là đem đi check test chính hãng trước khi mà chúng ta giao dịch với chiếc Hyundai Tucson nhập khẩu 2016 này. Vậy thì chi tiết chất lượng chiếc xe ra sao sau quãng thời gian sử dụng? Anh chị nào chúng ta quan tâm tới dòng xe này thì em mời các bác chúng ta có thể cùng dành một chút thời gian cùng theo dõi clip chi tiết về chiếc xe và đánh giá xem liệu chất lượng của nó có xứng đáng để các anh chúng ta bỏ tiền ra sở hữu cho mình hay không quý anh chị nhá. Thì các bác có thể đi ngay giúp em vào với cái phần đầu của chiếc Hyundai Tucson. Ở thế hệ này thì các bác có thể thấy là chiếc xe cũng có một kiểu dáng thiết kế vô cùng hiện đại. Mặt cản ca lăng thì các bác có những cái thanh nan được mạ chrome, và theo thời gian nó vẫn còn sáng như mới tinh. Ngoài ra thì các chị em ta có thể thấy là ngay kể cả cái hệ thống đèn pha của chiếc Tucson, nó cũng đã được trang bị tới hai bóng đèn bi siêu sáng, một cái dải đèn LED định vị ban ngày kéo dài dọc theo nắp capo. Và em quay gần, các bác có thể nhìn giúp em là cái chóa đèn theo thời gian nó không bị xước, không bị ố, không bị chấp hơi nước. Và những cái đường mép này, những đường mép các bác có thể thấy rất liền là đấy, không một khe hở chị nhá. Đây, các bác có thể nhìn giúp em này, kể cả đường mép thân xe và cản trước các bác có thể thấy không một tỷ vết, đúng không ạ? Với phiên bản này thì chúng ta còn có cho em đó là rửa đèn pha. Ngoài ra thì chúng ta có đèn LED định vị ban ngày ở phía dưới này, và đèn gầm được trang bị với bóng đèn halogen. Mặt cản ca lăng thì ở phía dưới là chúng ta có các chi tiết thiết kế lưới tản nhiệt dạng tổ ong. Và các bác có thể ngắm nhìn giúp em cái phần đầu của chiếc Hyundai Tucson này. Những dòng xe nhập khẩu thì có thể nói là chất lượng của nó thực sự là được người tiêu dùng đánh giá cao. Đi nó bền, gầm bệ chắc chắn, đúng không ạ? Nó khác một chút so với cả những cái phiên bản được lắp ráp tại thị trường Việt Nam các chị nhá. Và đây ạ, các anh chị nhìn tiếp theo cho em với hệ thống đèn pha bên phía lái của nó này. Em quay gần, các bác nhìn cho em những đường gioăng của nó đây, những đường mép nhá, nó rất liền lạc, đấy, nó không một chút khe hở luôn. Kể cả xung quanh viền đèn, các bác cũng có thể thấy cái điều đó, đúng không ạ? Đây ạ, các chi tiết các anh chị nhìn cho em này, xuất sắc luôn. Đó, bao zin nguyên bản hết toàn tập cho anh chị nhá. Và chiếc xe này thì chúng ta sẽ thấy là được trang bị với một cái bộ la răng phay thiết kế khá đẹp mắt, kích thước của nó là 18 inch. Ngoài ra thì chúng ta có cho em đó là 4 phanh đĩa đều hỗ trợ ABS, cảm biến áp suất lốp thì cũng đã được chủ nhân cũ nâng cấp lên cho các chị rồi. Ngoài ra thì các anh chị chúng ta thể thấy là xe được trang bị với xi nhan là giải đèn LED tích hợp trên gương chiếu hậu này. À, những đường mép giữa cánh cửa và phần cản trước các bác có thể nhìn giúp em đây, nó phải thẳng tắp như này nhé, từ trên xuống dưới, không có sự cong vênh, đúng không ạ? Ngoài ra thì các anh chị chúng ta thể thấy là xe được trang bị với tay nắm cửa mạ chrome và tích hợp cảm biến khóa mở. Viền chân kính cũng được nẹp chrome, về che mưa là cũng đã được chủ nhân cũ lắp thêm rồi. Ngoài ra thì chúng ta còn có bậc cửa lên xuống, và các bác có thể là ngắm tổng thể cái ngoại hình của chiếc Hyundai Tucson này. Một mẫu xe gầm cao mà có thể nói là được rất là nhiều người đánh giá cao về kiểu dáng thiết kế cũng như là khả năng vận hành, và đặc biệt là công nghệ về mặt tính năng, đúng không ạ? Vậy thì tiếp tục về cái phần đuôi phía sau thì các bác có thể thấy là chiếc Hyundai Tucson được trang bị với một cái đuôi gió tích hợp đèn phanh ở trên cao, có gạt mưa cho kính phía sau các chị nhá. Cái phần đèn hậu thì các bác có thể thấy là nó cũng được thiết kế khá đẹp mắt với những cái dải đèn LED, và kết hợp với đó là bóng đèn xi nhan là đèn halogen. Và đây em quay gần này, các bác có thể thấy là xung quanh viền đèn cũng không có tí khe hở luôn. Và cái thứ hai là cái phần đèn nó không bị xước sát, không bị ố, không bị chấp hơi nước. Những cái đường mép này, các anh chị có thể thấy rất liền lạc, kể cả các chi tiết nhựa ở phần cản dưới này thì các bác có thể thấy là nó vẫn còn đen láy. Xe được trang bị cho chúng ta thêm cảm biến cảnh báo va chạm phía sau, và các bác có thể là quan sát tổng thể cái phần đuôi của chiếc Hyundai Tucson 2016 nhập khẩu các chị nhá. Và một chiếc xe phải nói là rất đẹp và nhiều người ưa thích ở cái form dáng này. Đây ạ, em quay tiếp cho anh chị ta với cái phần đèn hậu bên phía phụ để các chị ta có thể là đánh giá chi tiết nhá. Chiếc xe này thì tổng thể sơn si là các bác về không tốn một đồng nào luôn. Phải nói là chủ nhân cũ người ta đi, người ta giữ gìn cũng rất cẩn thận, nên là nó ít những cái vết xước sát trong quá trình sử dụng. Đặc biệt là chiếc xe còn được trang bị chúng ta cốp đóng mở điện chỉ bằng một nút bấm thôi. Thì các bác có thể thấy là cốp của nó sẽ tự động nâng lên, và chúng ta sẽ có một khoang cốp khá rộng rãi để các chúng ta có thể là mang theo đồ đạc, vali, hành lý trong chuyến đi của mình. Và độ zin của xe thì đây, các anh chị nhìn xem những cái vệt đinh tán của nó này. Đấy, vẫn còn nguyên bản nhé, nó không bị sơn phủ lên. Cái thứ hai là từng ốc cốp này cũng không một vết vặn. Các anh chị chúng ta thể thấy là chiếc xe này thực sự là chủ nhân cũ của ta đi giữ gìn cực kỳ cẩn thận,
khi mà các chi tiết nhựa ở cái khu vực cốp của nó các bác có thể thấy là gần như không có vết xước, đúng không ạ? Gần như không có vết xước sát. Đấy, những cái chi tiết này mà nếu mà để xước sát thì các bác có thể thấy nó ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ, và cái thứ hai là cực kỳ khó phục hồi. Ở phía sau này chúng ta có đèn cốp và có cả cổng cắm sạc 12V đấy chị nhá. Đây, cái lót nhựa này bỏ ra thì các bác có thể thấy cái nỉ nó còn mới tinh. Đấy, lốp dự phòng ở phía bên dưới thì đây, các anh chị nhìn cho em này. Đấy, lốp lắp gai cực kỳ dày luôn nhá. Đấy, đồ đạc kích thay thế, nhưng quan trọng nhất là tôn sắt xi thì các bác có thể thấy là nó không có vết hàn mục và cũng không có cái vết gò nắn. Như này các chị đã cảm thấy ok chưa? Đây. Đấy, ốc cốp này. Đấy, kể cả những cái vết đinh tán ở phía bên này các anh chị chúng ta có thể quan sát giúp em nhé. Nguyên zin nguyên bản. Đó, cốp đóng mở điện thì bằng một nút bấm thôi. Các bác có thể thấy là cốp nó sẽ tự động hạ xuống cho anh chị. Vâng, rất êm ái và mượt mà. Đúng không ạ? Vâng, vậy thì đây ạ, các bác có thể ngắm giúp em tổng thể cái ngoại thất của chiếc xe này theo thời gian. Nhưng mà phải nói là nó vẫn đang ở trong cái tình trạng rất hoàn hảo nhé, để sẵn sàng phục vụ cho chủ nhân mới của mình. Vậy thì để tiếp tục giúp các chị ta đánh giá được cái tình trạng của chiếc xe, thì bây giờ em sẽ quay tiếp cho các chị ta với cái phần nội thất trước khi chúng ta kiểm tra tới khoang động cơ của chiếc Hyundai Tucson nhập khẩu này. Vâng, về phần nội thất bên trong thì các bác có thể thấy là chiếc Hyundai Tucson sẽ mang tới cho chúng ta với một không gian nội thất khá là rộng rãi và thoải mái. Mà như em nói thì đặc biệt là chiếc xe này thì có lẽ là được trang bị nhiều công nghệ và nhiều tính năng nhất trong phân khúc xe 5 chỗ gầm cao ở thời điểm 2016. Đầu tiên thì các anh chị chúng ta có thể thấy là xe được trang bị với vô lăng bọc da cao cấp. Trên vô lăng tích hợp cho các anh chị chúng ta là tăng giảm âm lượng này, nghe thoại rảnh tay này. Bên này thì các anh chị chúng ta sẽ có tính năng ga tự động Cruise Control nhá. Cộng tơ mét của xe thì đây ạ, các bác nhìn về em là đang dừng ở mức 7.9. Cái này là em đang chưa để nổ máy thì nó vẫn đang hiện mấy cái check lên. Đây em nổ máy để các anh chị chúng ta có thể thấy là những cái báo check này nó sẽ tắt đi nhá. Đó, các bác thấy là máy nổ cực êm này. Đấy, ở đây chủ nhân cũ nâng cấp lên cho chúng ta với một cái màn hình Android rồi, tích hợp cho chúng ta cam lùi thì nó sẽ ở trên này, ở trên cái gương chiếu hậu chống chói này, cực kỳ nét. Đấy, có cả camera hành trình phía đằng sau. Hệ thống điều hòa của chiếc xe này thì các bác có thể thấy là được trang bị tới hai vùng độc lập có tính năng lọc không khí clean air nhé. Đấy, có tính năng lọc không khí clean air được chưa ạ? Và ngoài ra thì ở đây thì các chị chúng ta có cho em đó là cổng cắm sạc này. Đấy, cổng cắm tai nghe và USB. Ở đây thì các chị chúng ta thể thấy là khu vực cần số thì được bọc da nhé. Đây ạ, bọc da này zin nguyên bản theo xe. Đấy, củ số còn rất đẹp này, phanh tay điện tử. Chế độ lái thì chúng ta có Eco, Sport và Normal, Auto Hold, hỗ trợ cân bằng từ chống trơn chống trượt. Ở đây thì các chị chúng ta thấy là xe bị chìa khóa thông minh. Được chưa ạ? Nội thất thì với hai tông màu đen và màu ghi. À, các bác có thể thấy theo thời gian này, cái chi tiết trên khu vực bản táp lô nó để lại rất ít vết xước sát. Ở đây thì chúng ta còn có cho em đây ạ, cân bằng từ trung trượt này. Đấy, đóng mở cúp điện nhé. Cái chi tiết cửa gió điều hòa. Con này là bao zin của chúng ta, tất cả từng ốc các bác có thể thấy là không một vặn. Ngoài ra thì các chị chúng ta thể thấy là xe được trang bị với nội thất ghế da màu ghi, đây là ghế da zin nguyên bản theo xe nhé. Ở giữa đục lỗ thông hơi này. Các chi tiết ghế thì các bác có thể thấy là theo thời gian nhưng mà nó còn ở trong tình trạng khá ổn. Xe còn được trang bị chúng ta với hai ghế trước điều chỉnh điện, rất nhiều tính năng công nghệ luôn các bạn. Và đây ạ, các anh chị nhìn với em những con ốc bản lề này, chốt khóa này, tất cả tem mác của nó là còn nguyên zin nguyên bản. Ngoài ra, chiếc xe này còn được trang bị chúng ta với cả cửa sổ trời toàn cảnh panorama, để trong những ngày đẹp trời thì các chúng ta có thể là mở cửa sổ trời ra để ngắm nhìn bầu trời hay là hít thở khí trời ý chị nhá. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Vậy thì tiếp tắp pin cửa thì đây, các bác có thể thấy giúp em này, cũng rất là sạch đẹp. Ở đây thì chủ nhân cũ đang sơn vân gỗ này. Xe này trang bị một kính auto nhá, gương chỉnh điện. Ok chưa ạ? Và các bác có thể thấy là kể cả các chiếc nhựa bậc lên xuống này, nó vẫn còn đen láy như này. Đấy, thảm sàn da là chủ nhân cũ đã làm thêm cho anh chị rồi. Vậy thì với cái hàng ghế thứ hai thì các bác có thể thấy là cái độ rộng rãi mà chiếc Hyundai Tucson mang tới cho ta với không gian hàng ghế sau có thể gọi là đủ chỗ cho anh chị ta ngồi ít nhất là 3 người lớn. Đúng không ạ? Ngồi 3 người lớn thoải mái, và ghế da zin nguyên bản của xe đây. Đấy, các bác có thể thấy là nó vẫn còn rất ok nhá. Phần lưng ghế này cũng rất sạch đẹp, không có vết xước luôn. Đấy, cái túi này nó không bị nhão này. Đấy, xe còn được trang bị chúng ta với cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai. Đấy, các chi tiết trần này các bác nhìn rất sạch đẹp. Và quan trọng nhất là các cái con ốc thì các bác có thể thấy là cũng không một vặn nhé. Đấy, bao zin luôn cho các anh chị, để các bác chúng ta có thể là hoàn toàn yên tâm về chất lượng khi mà các anh chị chúng ta lựa chọn chiếc xe này. Các bác nào mà cảm thấy lăn tăn thì như em nói là các anh chị chúng ta có thể là nhờ thợ xuống kiểm tra, hoặc là các anh chị chúng ta đem ra chính hãng check test một lần nữa để thực sự đảm bảo sự yên tâm khi mà các anh chị chúng ta lựa chọn một cái sản phẩm hiện có tại kênh YouTube Việt Xế Chất. Con này thì bên em đang rút hồ sơ nhé, gốc thủ đô biển 30 được chưa ạ? Thì anh chị nào chúng ta vào tên thì là sẵn sàng ngay cho các anh chúng ta trong vòng một nốt nhạc. Đây ạ, các anh chị nhìn em này, ghế phụ của nó này cũng được chỉnh điện luôn. Các chi tiết má ghế đây các bác có thể thấy là vẫn còn khá ok theo thời gian đúng không ạ? Ghế da zin nó đẹp như này, từng đốc này nguyên zin nguyên bản. Các chi tiết bản lề các chị nhá, đây ạ,
Đấy, xuất sắc luôn. Vâng, vậy thì đó là cái phần nội thất và ngoại thất của chiếc Hyundai Tucson. Và bây giờ để giúp anh chị chúng ta đánh giá cái chi tiết chiếc xe hơn thì em sẽ quay cho anh ta với cái phần động cơ. Vâng, về phần động cơ thì chiếc xe này nó được trang bị cho chúng ta với khối động cơ máy xăng 2.0. Đấy, các bác có thể thấy là da máy rất tươi này. Và con này là bao zin được keo dàn cò nhá. Đây, mở lắp máy ra này. Đấy, các chị nhìn cho em keo dàn cò vẫn còn này. Và cái da máy các bác nhìn nó còn tươi rói rói. Từng con ốc nó không một tí vết nhá. Đấy, các chị thấy đẹp chưa? Quá ok, được chưa? Đấy, hai nữa là các chị nhìn cho em con ốc cabo này, nó cũng không một vết vặn. Từ cái nỉ cách âm của nó này. Đấy, theo thời gian mà vẫn còn đen láy như này. Đó, các bác có thể là quan sát chi tiết. Đấy, tem mác phần đầu rằng đây. Các bác thấy là ok chưa? Đấy, phía trên này cũng vậy nhá. Đấy, không một tí vết. Vâng, vậy thì đó là chất lượng chi tiết của chiếc Hyundai Tucson 2016 mà em Việt đang có. Và ngày hôm nay thì với chiếc xe này, với một cái con số, một cái mức giá mà showroom bên em đang chào bán ra cho quý anh chị nhà mình tham khảo, với một cái số tiền là 595 triệu, và còn có thể thương lượng một chút xíu cho anh chị nào thực sự quan tâm và thiện chí, thì các bác hãy trực tiếp nhấc máy và liên hệ cho em theo số hotline 0947 598 859, hoặc ghé qua trực tiếp showroom bên em để xem xe, lái thử và cảm nhận chất lượng chiếc Hyundai Tucson nhập 2016 này anh chị nhé. Vậy thì một lần nữa rất là cảm ơn quý anh chị nhà mình đã cùng dành chút thời gian theo dõi. Chúc các bác chúng ta có một buổi sáng thật vui vẻ nhé. Và nhớ ấn một nút đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm mới nhất có mặt tại kênh YouTube Việt Xí Chất.